Nên một con Takeo Kitucci nha, full hộp như vậy luôn nè, nó hộp trong hộp ngoài nha. Sổ nè, sổ đầy đủ luôn nha. Nó mặt của nó là gọi là mặt đen bao công á mọi người, gốc lịch xéo nha. Ở đằng sau của nó nè, đứt xoáy luôn nha, trong nước là 100 m nha mọi người. Con này thì kính là em sẽ spa lại cho mình yên tâm, tại vì em chưa kịp spa. Vỏ thép đúc luôn, size em sẽ đo và ghi rõ trên tiêu đề. Con này thì nam tay nhỏ, nữ thích to, cá tính đeo. Đó, đơn giản nhưng mà rất là tinh tế. Full hộp như vậy em bán với giá 600 nha. 600. Đó, rất là đẹp luôn nha. Cái núm của nó cũng răng cưa, nhìn rất là cách điệu, đơn giản nhưng không đơn điệu nha mọi người. Đó, em sẽ thay thay pin cho mình luôn, tại vì em lai gấp á mọi người. Em quay gấp nên là em sẽ thay pin cho mình ha.